thưa quý vị, Hoa Đức Mơ và Việt Hương xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Tần số tình yêu là phải có hai người cần tình yêu. Hôm nay em sẽ mời ai tới đây ngồi với mình ạ? Dạ, em mời đến đây hai bạn trai, điển trai thành đạt nhưng bị cát độc thân. Mời hai bạn đó ra nha. Dạ vâng, xin mời mọi người hãy chào đón hai chàng trai, đó chính là Thanh Sang và Nhật Tuấn. Các bạn thấy đó, chỉ cần nghe tiếng gào thét la lối của nội ngoại hai bên là biết hai anh chàng điển trai như thế nào rồi. Mời giới thiệu về mình ạ. Em tên là Trần Nhật Tuấn, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là diễn viên, bên cạnh việc đi làm diễn viên thì em cũng có học thêm môn khóa về đạo diễn cũng như là làm các hiệu ứng về hình ảnh và âm thanh cho phim. Vì cuộc đời là những đường thẳng một chiều, lỡ một lần lướt qua nhau là chẳng khi nào gặp lại. Cho nên đến thời điểm này vẫn muốn cùng ai đó đi trên những con đường một chiều, nhưng là đi cùng nhau, cùng bước chậm, cùng siết chặt hai bàn tay, cùng mỉm cười và cả cùng lau khô giọt nước mắt để cùng yêu thương. Vậy là tiền kỳ hậu kỳ là bạn ấy tham gia hết, quá giỏi. Rất em là từng làm phim gì rồi? Trước em học truyền thông thì em có học một lớp làm về phim ngắn, thì em cũng có làm 3 bộ phim ngắn, một phim 3 phút, phim 5 phút và phim cuối cùng khoảng 15 phút. Lần sau nhớ mời chị Vinh Hoàng vô đóng nghe. Rồi con bạn. Xin mời bạn. Dạ em chào chị Việt Hương, chào anh Hoàng, chào tất cả các bạn có mặt ở đây. Thì em tên là Thanh Sang, quê em ở Vĩnh Long. Hiện tại công việc của em là làm nhân viên tổ chức sự kiện. Sở thích của em là đi du lịch. Em sinh năm 95, 24 tuổi. Tình cảm giữa người với người thì ra lại mỏng manh và dễ vỡ đến vậy. Chỉ một câu nói không rõ ràng, một lần bướng bỉnh thử buông lỏng bàn tay, có thể khiến chúng ta cả đời không gặp lại. Nếu có thể tìm thấy và nắm tay, đứng sau lưng để bảo bọc cho một ai đó, hứa sẽ sống thật với cảm xúc bản thân hơn. Em có tin vào lời hứa này của anh không? Hai bạn bằng tuổi nhau ha. Điển trai công ăn việc làm ổn định. Dạ, dạ, xin mời. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng với phần đầu tiên, đó chính là đi tìm tần số. Xin mời mọi người chào đón bốn hình bóng sau đây. Tan tan ta da. Bốn cô nàng có một đặc điểm chung đều là tóc dài hết, mỗi người một kiểu. Em thích tóc ngắn không, để chị ban chồng chị ngồi. Dạ em thích chị rồi đó. Dạ vậy hả? Dạ thôi rồi, bỏ cái chị ngồi ngoài kia. Rồi bây giờ xin mời bạn ở vị trí số 1 giới thiệu về mình ạ. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 ngày trôi, biết anh giờ có nhớ về em hay nhớ về ai. Bao ngày thật là dài khi em không có anh bên cạnh, em cảm thấy rất xa lạnh. Phải làm sao để mình hiểu thấu khi mình không ở bên nhau. Dễ thương quá. Chào anh, em là Tiểu Nhi. Em 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra em cũng có làm nên diễn viên và chụp mẫu lúc bút. Em học chuyên ngành thì sau này em ra em sẽ làm nghề gì? Dạ em học về ngành y dược ạ. Y dược. Sau này em ra là em có thể đứng quầy bán thuốc được. Dạ em có thể làm các ngành liên quan về thuốc, như làm công ty dược phẩm, hoặc có thể làm trong bệnh viện, hoặc có thể mở được quầy thuốc ạ. Ví dụ mà giờ người ta làm vừa đạo diễn nè, vừa diễn viên nè, vừa phòng dẫn nè, hậu kỳ tiền kỳ được gì, người ta mệt có cách nào để cho anh khỏe không? Dạ chỉ cần có em ở bên là anh trẻ rồi chị. Trời ơi, em là liều thuốc hiệu quả nhất luôn á Cưng ơi. Mời bạn số 2. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Hiền Anh, năm nay em 22 tuổi và hiện tại em đang là MC và ca sĩ. Em có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, mọi thứ xung quanh em trôi qua đều liên quan đến nghệ thuật và âm nhạc. Em có một sở thích rất là đơn giản là sau khi mỗi giờ làm việc em rất là thích gặp những người bạn của em. Trong nhóm em thì bạn nào cũng có đôi có cặp cả rồi. Ngày hôm nay em mong là sau khi tham gia chương trình thì những buổi hẹn tiếp theo của em sẽ có một chàng trai đi cùng với em. Trời ơi, lưu loát quá à, nói chuyện duyên dáng. Em nghĩ làm như đài phát thanh và kể chuyện đêm khuya. Dạ. Đều lên đều xuống vậy đó. Hai anh chàng ngoài đây được cái điển trai em ơi, có duyên lắm. Mà quan trọng là nãy hai cô gái này đều có dính dáng tới nghệ thuật. Dạ. Cho nên tự tin trong cái cách mà giới thiệu về mình. Đúng vậy. Nói chuyện rất là lưu loát. Mời bạn ở vị trí số 3. Số 3 nè. Anh nhà ở đâu thế? Ở đây. Cứ tê lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à. Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Xin chào tất cả mọi người, xin chào
Xin chào chị Việt Hương, xin chào anh Hoàng Rapper và chào hai anh. Em tên là Trương Mạng Ngọc, em 21 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Tài chính Marketing. Sau này em ra em làm cái nghề gì? Dạ em học về bên marketing, bên truyền thông ạ. Có dính dáng tôi sổ sách và con số không? À, dạ không, em học về bên quảng cáo agency. Dạ, mời bạn ở vị trí số 4. Dạ, em chào chị Việt Hương, chào anh Hoàng Rapper, chào tất cả mọi người. Em tên là Huỳnh Thị Quế Nhi, em 20 tuổi, em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. À, quan điểm trong tình yêu của em là không cần chúng ta hợp nhau như mọi mặt, chỉ cần trái tim chúng ta luôn hướng về nhau là được. Em đến từ Tiền Giang, người ta thường nói con gái Tiền Giang thường rất mộc mạc, thật thà, chân chất. Không biết anh có thích con gái Tiền Giang không ạ? Không, có thích con gái Tiền Giang không hai anh? Anh cũng thích con gái miền Tây. Đó, anh Sang anh thích nè. Anh Sang ở miền nào? Dạ em ở miền Tây. Tỉnh nào? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Ôi, Vĩnh Long Tiền Giang sát bên. Tiền Giang cái chạy cà rẹt xuống Vĩnh Long, Vĩnh Long chạy nhẹ lên cái tới Tiền Giang. Dạ. Gần đuối vô cùng. Rồi em ở đâu? Còn Nhật Tuấn. Dạ em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Đây xuống Tiền Giang có 70 cây hơn thôi. Về ăn tô hủ tiếu xong chạy lên ấm lòng. Sau khi nghe bốn cái giọng của bốn bạn gái đều dễ thương, cảm giác gần gũi, rung rung với vị trí số mấy? Sang trước nè. Em thích giọng nói của bạn gái vị trí số 3. Gần gũi, nhẹ nhàng. Còn Tuấn? Dạ em thích hai bạn, bạn số 2 và số 4 mà. Cái giọng của bạn số 4 nghe rất là dễ thương, và giọng bạn số 2 nghe rất là chuyên nghiệp và chỉnh chạc nha. Mới có nghe cái giọng thôi, chưa có thấy cái buộc cái gì cá tính hết. Mời các bạn cho mình xem ốp lưng điện thoại trước ạ. Đây là bốn cái ốp lưng. Sao số 3, số 4 hơi giống nhau ha. Dạ. Bạn số 2 thì là cái đơn nền giản màu đỏ, nhưng mà cái ốp lưng lại là màu đen, rất là cá tính. Dạ không, thật sự là cái ốp lưng của em là nó màu xanh. Màu xanh đen á. Dạ đúng rồi, nhưng mà do chiếu lên đây chắc là nó thành màu đen. À màu đen ha. Nhưng mà nó không có ý nghĩa gì hết á, tại do cái ngày mà em mua điện thoại đó, em được tặng cái voucher mua phụ kiện. Với mình thì mình ấn tượng với chắc là bạn số 4 quá, tại vì cái hình nó dễ thương. Mèo không là mèo. Nhưng mà tôi với Hoàng không có là cái gì trong này hết trơn á. Bây giờ quan trọng là Tuấn với Sang. Sang em thích cái ốp lưng của bạn số 1, số 2, số 3, số 4. Bây giờ suy nghĩ thì với nhìn thì em thấy lại thích ốp lưng số 2 hơn. Tại sao? Tại vì em thấy cái ốp lưng số 2 nó đơn giản. Còn với Tuấn? Em thích ốp lưng của bạn số 4 à. Tại vì nhà em cũng có nuôi mèo nữa. Nhà em giống có... chị, có vấn đề là phải thích nuôi mèo hay không mà tự nhiên cái lên á. Dạ. Hài hòa dễ thương. Dạ. Cái nền bên trong cái điện thoại hồng hồng nó nữ tính. Dạ, ha. Dạ đúng. Ở nhà anh thích ăn cá lắm, thấy xương cá không kìa. Cũng đúng luôn. Dạ hợp. Các bạn thấy chưa, chỉ cần một cái ốp lưng thôi mà chúng tôi đang rất lãng mạn dễ thương. Kế bên anh Hoàng Rapper, anh Tào Lao, anh khoái ăn cá, anh giờ tới cái bộ xương cá cho anh thèm. Cái ốp lưng của bạn số 3 cũng dễ thương mà. Dạ happy day kìa. Ừ, ngày vui rất lạc quan. Dạ từ hồi mà em mua cái điện thoại của em đang xài á là em xài một cái ốp lưng này thôi. Bao nhiêu năm rồi em? Dạ khoảng hơn một năm rồi. Thôi bây giờ cho mình coi màn hình điện thoại đi, màn hình khóa. Ai chà, bốn phong cách khác nhau nha. Cái giờ này mà đẩy ba cái đồ này ra, em số 4 báo cho chị biết em để cái món gì trên đó vậy? Quê gì, món gì vậy? Dạ đây là những món ăn kiểu như ăn vặt đường phố. Giống chè quá ha. Dạ, bánh lăng nè, bột lọc bột dừa nè, nước cốt dừa nè, lọt nè, mít nổi quá chị ơi. Bốn dĩa, đứa một dĩa. Hợp lý, hợp lý. Mình đứa một dĩa coi cũng êm. Mà tại sao bạn lại để hình này, ý nghĩa gì nè? Dạ tại vì em là một người rất thích ăn uống á, hay món nào đẹp em sẽ chụp em để điện thoại, là sau đó em sẽ tìm hiểu để nấu những món ăn đó. Nóng luôn. Có nấu được không? Dạ cũng sơ sơ ạ. Từng nấu món gì nè? Bánh lăng, chè, những món ăn của miền Tây như canh chua. Ơi, bánh lăng khó làm lắm, nếu con gái mà làm được bánh lăng là khéo dữ lắm á. Cái mặt phải láng nha. Dạ, chị làm đâu đâu nó còn nổ bọt á. Thôi bây giờ tới bạn số 3 nè, thấy cưng quá. Em trai của em á chị. Bạn có mấy người em trai? Dạ em có một người em trai. Mấy tuổi rồi bé Ngọc? Dạ em của em 11 tuổi rồi. À vậy là Vũ đi đá banh được nè. Đúng rồi. Trời. Em trai của em thích thể thao lắm, thích bóng rổ với đá banh. Sang thích đá banh, Tuấn ta biết gì nè. Môn thể thao này em cũng chơi, em chơi tennis, bóng rổ với đá banh. À rồi rồi, vậy được rồi. Chứ mà Ngọc ơi, ba mẹ nhiêu tuổi nè? Ba em thì 43 tuổi, mẹ em thì chỉ mới 40 tuổi thôi. Dạ, mẹ của em nhỏ hơn chị 3 tuổi. Ba em thì bằng tuổi chị. Vậy tôi già dữ vậy ta? Không, tinh thần còn trẻ là được. Tôi buồn quá, tôi tràn quá số 2. Hai chàng trai mình có thích nuôi cún không? Sang thích cún không? Em thì cũng thích chó nhưng mà lại không thích nuôi lắm. Lý do vì sao không thích
thích nuôi? Em thì em thích nấu đồ ăn nên sợ chó ăn dũng hả? Không phải, làm chó làm chó hả chị? Vệ sinh vệ sinh. Còn Tuấn? Nhưng mà hiện giờ em chỉ nuôi mèo thôi à. Còn tại sao? Thật ra con mèo đó là của chị em mang về từ nhà người khác để nuôi giùm mà. Từ đó lúc đầu em cũng ghét mèo lắm, em không thích mèo đâu, em thích chó hơn. Nhưng mà sau nuôi thì thấy nó cũng dễ thương cái thứ, xong rồi nó mới sinh 4 đứa nữa. Cho nên là thấy mèo con. Dạ dạ không, em nuôi hai đứa thôi, còn hai đứa còn lại cho chị em với đem cho người khác nữa. Nhà em đông anh em không? Bố mẹ với lại chị hai thôi. Với em? Dạ vâng. Em là Út. Dạ vâng. Hồi xưa là em thích nuôi chó hơn là nuôi mèo. Nhưng bây giờ nếu mà anh muốn thì em có thể bế con chó của em qua nuôi chung với con mèo của anh được không? Dễ thương quá à. Tuấn gãi đầu luôn kìa, đỏ mặt luôn rồi kìa. Tuấn nhà. Dạ, nếu mà chó mèo cãi nhau nhưng mà ba mẹ hòa hợp thì cũng vì con mà hòa hợp với nhau. Yeah. Mẹ thấy sao mẹ? Chắc cười là mẹ quá chịu luôn rồi. Quá chịu luôn rồi.